Ở đây có người ta dẫn bò giờ. Bò này đi cày giờ. Nó đang kéo cái bàn cày ở phía sau. Ở đây có người ta dẫn bò giờ. Bò này đi cày giờ. Nó đang kéo cái bàn cày ở phía sau. Này cặp bò vàng. Trời nào áo nâu mùa đông thương mình lận đận đêm buồn mẹ ru. À ơi hoa bay lên trời cây chi ở lại. Thường mấy con bò cày này là mấy con bò cái mà nó có lưỡi cày này. Mấy bò cày này là mấy bò cái không nó có lưỡi cày này. Có một cặp bò trắng đang ra. Cặp bò này nó ở Tô Hạ, ở dưới cái xóm Tô Hạ, ở dưới chùa Tà Phạ này, hoặc là xóm Trưng Nung. Trương Nung là tiếng đọc chạy từ cái tiếng Trương Nung.
có nghĩa là chân núi, nhưng mà đọc trại thành chân nung. Cò bò này cao ghê. Nếu phải hay nè ha, phải cặp bò hôm qua không? Ở đây thì bà con xài bò trắng nhiều. Bò trắng này là từ Campuchia qua. Cái này là chùa Thà Pạ này, có cái cổng ở đây, đường nó đi lên. Cụ này phú hơi, miền Bà Năng ghê đấy ngay mình. Sao đại vậy nó? Hỏi ổng có đua không? Hôm rồi có đua không? Hồi lễ Đôn Ta, ổng nói cũng đi đua với người ta, vô tới qua được vòng 1, vòng 2, tới vòng 3 thì thua. Vòng 3 bị rớt. Cặp bò này hình như ở bên Sóc Xuôi. Ủa, không phải. Nó ở Tôn Hạ. Bò này cao quá. Còn không biết sao chứ ở Thi Tôn còn một tuần nữa là tới Noel mà sao thấy điều hiu quá. Tết năm nay không biết làm sao. Mấy cái phần trang trí ở ngoài đường thì cũng không thấy gì hết. Bữa nay 18 rồi, 7 ngày nữa là 25. 25 là vô Noel rồi. Ở huyện Tri Tôn này cộng đồng